Hay một câu chuyện buồn, một câu chuyện nói lên thực trạng của xã hội đúng không mọi người? Ở đây, ở trong đây có bốn người mẹ nè, 1 2 3 4 đó, 4 người mẹ và 10 đứa con. Và lúc nào thì 10 đứa con này cũng bu duy nhất một người mẹ này, là lạ nhờ, ấy bỏ vô nuôi con chung mà sao ngộ vậy? Rồi con này nó đã què đã tật rồi thì chớ. Đó, đó, thấy chưa? Thấy chưa cô chú? Thấy chưa nè? Ơi, đúng là đâu phải mẹ nào cũng thương con nhờ. Bởi vì không có người mẹ tật nguyền này á, thì là 10 đứa này coi như là xong luôn rồi. Bé này là bé mẹ cây ly lỗi của Phương mà bị tật á mọi người. Bị tật 2 chân sau mọi người nè. Nó đi không được luôn nha. Mà lỡ có bầu rồi nên Phương cho sinh. Mà lúc nào ấy, thả vô đây 4 đứa nuôi chung mà. Mà sao ngủ vậy? Sao 10 đứa bu một mẹ còn lại 3 đứa kia ở không là sao? Mập ú nù là sao? Ôi trời đất ơi, còn nhỏ ở còn bộ xương không kìa. Còn con lại nó, tụi nó cắn. Ôi trời trời. Rồi sắm tụi bay ra làm gì? Để làm gì vậy? Không được rồi, không được rồi cô chú ơi. Đó nè, bao nhiêu nó cũng bu lại hết nhỏ này nha. Nhỏ này bao nhiêu nó cũng chiều hết. Đó, thấy chưa? Bu lại hết nha cô chú. Cưng chưa? Còn đó, đó cắn nè, cắn con người ta nè. Tao gõ cái đầu à. Phương mới vừa đút sữa xong cho mấy bé con á cô chú. Khuya rồi mới vừa đút sữa xong. Nhưng mà nó vẫn phải cần bú mẹ. Mà sao mấy con mẹ này nó ngơ quá à. Mình con này nó chăm không nổi ấy. Nó còn bộ xương không có mặt, nó trù luôn ra rồi cô chú à. Nhìn nó tội luôn ấy. Còn ba con này nó ở không vậy nè. Con mà lại nó là nó cắn. Ôi trời trời, con nào nấy như heo vậy đó. Ôi, cô chú nhớ follow Ken cho con nha. Con dễ thương quá à. Đó, nó mới vừa cắn con, nó vừa quýnh nhau nữa cô chú ơi. Rồi xử ba đứa này sao đây cô chú? Này chuẩn bị nè, đứa đó, 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 thấy chưa? Nó mới vừa cắn con. Nó con đó đó. Ê, rồi xử ba đứa này tội gì đấy? Này nha, đẻ xong mình phải tự biết chăm con nha. Không phải giao cho người ta gì đâu, đi ăn mập thay ra. Xử nó nha, xử nó tội gì đây ta?